Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Cao Thêm. Vì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái chương trình mới chơi để lấy mã giảm giá trên Lazada. Và chơi rất là dễ luôn. Đó là chương trình West It. 5 phút xem thì được 2 điểm. Cơ chế tích điểm. Đoán đúng 1 sản phẩm được 2 điểm. Đoán đúng 6 sản phẩm được cộng thêm 3 điểm. Người chơi được quyền đổi điểm trong livestream từ ngày 1 tháng 7 này. Cơ chế tích điểm đây. Đó, luật đổi điểm. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Đó, đổi những cái mã giảm giá 50.000 đến 500.000. Mã rất khủng. Và cơ chế tham gia. Nếu mà có 15.000 người cùng xem livestream cùng chơi thì có 6 câu hỏi. 10 người có đáp án đúng sớm nhất được 50.000, được mã 50.000 luôn. Tổng giá trị giải thưởng là 3 triệu. Và giải thưởng mỗi ngày là 18 triệu. Nếu mà có 15.000 người, trên 15.000 người chơi thì sẽ như thế này. Đấy, và có trên 25.000 người chơi thì sẽ như thế này, rất là khủng. 10 người mà có đáp án đúng đầu tiên sẽ được 150 này. Đấy, cứ tăng dần lên thôi. Giải thưởng cũng tăng dần lên, điểm tăng dần lên. Và cái chương trình đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 7 lúc 9 giờ tối nhá. Giải thưởng là một TV Coca cho người chơi may mắn. Anh em nhớ chơi để nhận nếu mà may mắn trúng được TV Coca. Và 12 tháng 7 cũng 9 giờ cũng sẽ có giải thưởng TV Coca. 20 tháng 7 nữa, 3 ngày nhá. Anh em nhớ 3 ngày này. Xem may mắn thì sẽ được thì TV. Đó là cơ chế giải thưởng trong cái trò chơi này. Link chơi thì mình sẽ để ở dưới video nhá. Đây là cái khung giờ chơi này. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Diễn ra từ ngày 1 tháng 7 đến 20 tháng 7. Các thời gian chơi là 12 giờ, 1 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ. Các buổi chiều và buổi tối nhá. Cách chơi rất là dễ. Click vào link xem livestream, đoán giá và nhận quà thôi. Rồi, chuẩn bị vào chơi đây anh em. Còn hơn 1 phút nữa thôi. Đó, ở đây chúng ta sẽ có cái mục điểm này. Đấy. Xem liên tục trong mỗi 5 phút thì được 2 điểm. Đoán giá chính xác được 2 điểm. Tham gia các vòng được 3 điểm. Tham gia tất cả các vòng được 3 điểm. Đây là những cái mã giảm giá. Đấy, mình vừa xem được trên 5 phút mình được 2 điểm rồi này. Kiếm điểm rất là dễ luôn. Đổi điểm thì 200 điểm thì được mã 50.000, 300 điểm mã 70.000, 1.000 điểm mã 500, 300.000 và 1.500 điểm mã 500.000. Mã siêu khủng. Và anh em mua đồ gì 500.000 thì coi như mua không đồng, mà mua đồ gì 1 triệu thì chỉ phải trả 500.000 thôi. Số lượng mã 500.000 là 100 mã. Đấy. 300.000 là 200 mã vân vân. Rồi, sắp đến giờ chơi rồi. Đó. Chúng ta một và xem cách chơi như nào. Anh em sẽ đoán giá. Đoán giá sản phẩm là một để lấy điểm. Thứ hai là xem nhiều. Xem càng lâu thì được nhiều điểm. Hai. Rồi. Vỗ tay anh em. Bây giờ mình nhắc lại một chút xíu nữa nha. Đó, thể lệ chơi đấy. Tại Việt Nam, các bạn sẽ được tham gia vào một sân chơi vô cùng sôi động với vô vàn quà tặng hấp dẫn. Chương trình Gapit được trực tiếp trên app Lazada với 6 tập chơi liên tục mỗi ngày. Trong 20 ngày liên tiếp từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2020. Đó, 20 tháng 7 là hết nhá. Siêu khủng. Rất nhiều luôn đó. Cho nên mọi người ơi, còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay app Lazada về. Và đừng quên khung giờ phát sóng của Gapit. 12 giờ, 1 giờ, 19 giờ, 20 giờ. Đó, anh em nhớ khung giờ nhé. 22 giờ mỗi ngày trên app Lazada. Bây giờ Trang phải nói lại cách chơi chút xíu thôi. Cho những bạn mà hồi nãy cái khung giờ 12, cái khung 12 giờ mấy bạn chưa có xem á, nói cho bạn là các trò chơi này có 6 vòng đoán cho 6 sản phẩm. Và các bạn yên tâm, mỗi một sản phẩm sẽ có một gợi ý nhỏ cho các bạn và người đi đó vừa
Đó, càng nhiều người xem thì giải thưởng càng to nhá. Xin chúc mừng bạn đã xem hơn 5 phút được 2 điểm. Vâng, như vậy là mình được 4 điểm rồi. Đấy, mình xem hơn 10 phút rồi, được 4 điểm. Kiếm dễ không? À đây, anh em gạt qua gạt phải để xem những cái bình luận nhá. Đấy, đang có 3.000 người đang xem này. Mình xem 10 phút đã được 4 điểm rồi. Ok, chuẩn bị đoán giá là anh em. Gạt này ra sang bên này cho đỡ phải xem bình luận. Anh em có thể chia sẻ lên để mời mọi người xem nhé. Càng nhiều người xem thì càng được nhiều điểm, phần thưởng càng to. Đó, chia sẻ livestream này để mời bạn bè vào để có thể đoán, để dự đoán sản phẩm. Link chơi mình sẽ để ở dưới video rồi nhá. Gần 5.000. Hơn 4.000 người đang xem. Yeah.
Rồi, mình đã được thêm 2 điểm nữa, 6 điểm rồi. Ok anh em, chuẩn bị đoán giá nhá. Một bộ này mấy triệu đây anh em? Đó, chúng ta sẽ đợi gợi ý để đoán giá. 69. Đó, mọi người thấy không? Hãy nhìn những con số đây đi. Quá rõ ràng, quá rõ ràng. Nhưng mà tôi là tôi thấy lại 69, khách sạn 69 này. Vậy đó, hiểu không? Mấy số lần á, nhưng mà mình nhìn thấy số rồi. 369.000. Chuẩn đấy. Có 3 phòng này, 3 phòng và 69, 369. 369. Đấy, chúng ta phải chia thêm để đoán này. Mình đang có một thẻ đoán thôi. Rất là dễ đúng không? Chơi rất là dễ. Đây, dự đoán của mình nha. Lazada dành cho các bạn đó. Đấy, đoán đúng rồi. 369. 369. Thế vậy mình được 8 điểm rồi. Tôi nói rồi, thấy số 69 có nhiều người đoán là ở 69. Ok, cách chơi như vậy thôi. Và chúng ta sẽ kiếm điểm. Kiếm điểm và đổi ra mã giảm giá. Bây giờ mình đang 8 điểm rồi. Cứ xem 5 phút thì được 2 điểm. Trả lời đúng thì được tăng thêm điểm. Ôi lại được điểm thêm 10. Vâng, được 10 điểm rồi này. Lại tăng lên 10 điểm rồi này. Đó, 3 cái vô theo này với là 69. 369. Gợi ý phát ra đáp số luôn. À, càng nhiều người xem thì giải thưởng càng cao, càng được nhiều điểm nhá. Đây là 10 người mà đoán nhanh nhất này. 1 giây này. Ấn nhanh này. Được cái mã 50.000 này. Đó. Đăng ký kênh. Ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu tới anh em chương trình đoán giá nhận quà trên Lazada. Chương trình rất là mới mẻ. Các bạn có thấy video ít like, share, subscribe, đăng ký kênh tôi để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye. Vâng, chúc anh em nhận được thật nhiều điểm để đổi lấy mã giảm giá nhé.